Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại Lê Hoàng Studio. Trước mặt của quý anh chị và các bạn đây chính là một bàn mixer đến từ thương hiệu LHS Audio. Đây là con mixer LH6. Và micro ở đây thì Lê Hoàng đang thị phạm bằng một dòng micro nguồn 48V, cũng đến từ thương hiệu LHS Audio. Đây là con micro L95. Con này thì cũng rất là chất lượng ha. Rồi, cái con LH6 này thì được rất là nhiều anh chị em yêu thích và sử dụng trong suốt thời gian vừa qua. Ngày hôm nay, Lê Hoàng sẽ làm một clip hướng dẫn lắp đặt chi tiết để cho anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng để thu âm, hát live stream trên điện thoại, một cái điện thoại phát nhạc vào và một cái điện thoại để chúng ta quay phim thu âm hoặc là live stream. Rồi, đơn giản thôi, chúng ta sẽ có đầu tiên là nguồn. Nguồn thì anh chị và các bạn chúng ta cùng thấy đây. Ở mặt sau của nó như thế này. Nó có cái cổng DC in. Và ở đây là cái dây nguồn ha. Rồi, cái đầu này chúng ta sẽ ghim vào chỗ DC in. Và cái đầu còn lại này chúng ta sẽ ghim vào trong điện gia đình ha. Hiện tại thì Lê Hoàng chưa có sử dụng liền. Lê Hoàng đang hướng dẫn. Cho nên một lát lắp đặt xong chúng ta sẽ ghim vào trong điện gia đình. Và tiếp theo Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta chỉnh cái con này chi tiết nhất ha. Rồi, chúng ta sẽ để nó qua một bên như thế này. Và bây giờ tiếp theo á là Lê Hoàng sẽ gắn micro. Đối với anh chị và các bạn nào mà chúng ta thu âm live stream thì chúng ta sẽ sử dụng micro nguồn 48V ha, như thế này. Nó sẽ rất là hay. Rồi, dây micro. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dây hai đầu Canon. Ok. Anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn thấy đây này. Rồi, ở cái dây này, đây, dây cái ha, nó có cái đầu bóp chỗ này nè, đó. Rồi, chúng ta nhìn vào trong cái micro, chúng ta cũng thấy này, đây, nó sẽ có ba chấu như thế này, chúng ta sẽ để cho nó phù hợp, nè. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái chỗ hõm vô nè, rồi ở đây có một cái chỗ nó dư ra nè, chúng ta để cho hai này nó gần nhau nè, ok. Rồi, chúng ta để mạnh vô, ok ha, để mạnh vô như thế này nè, rồi. Tiếp theo, cái đầu còn lại này, chúng ta sẽ ghim vào đâu? Chúng ta sẽ ghim vào cổng Canon ở đây. Cổng 1 hoặc cổng 2 đều được ha. Như thế này, Lê Hoàng sẽ ghim vào. Để cho nó đúng cái khớp nha. Rồi, chúng ta sẽ đẩy mạnh xuống như thế này là chúng ta sẽ được một cái micro ghim vào. Tai nghe thì thông thường sẽ là những cái tai nghe, cái đường là đường 3.5 như thế này. Thì cái cổng phone ở đây á, là cổng 6 ly. Bắt buộc chúng ta phải có một cái rắc chuyển như thế này ha. 3.5 ra 6 ly. Rồi, chúng ta ghim tai phone vào đây. Nhớ là chúng ta ghim sát vào như thế này này. Có nhiều anh chị và các bạn á, chúng ta chỉ ghim lơ lớ như thế này thôi thì nó không ăn. Nhớ là ghim sát vào. Rồi, và chúng ta sẽ ghim cái tai nghe này vào trong cái cổng phone ở dưới đây. Ghim vào ha. Rồi, ghim sát vào. Tiếp theo là lấy nhạc vào cho cái bàn mixer này. Thì chúng ta sẽ có hai cách lấy. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy bằng Bluetooth. Bluetooth thì ở đây có cái nút menu nè. Một lát nữa khi Lê Hoàng kết nối vào, Lê Hoàng sẽ thị phạm trực tiếp cho anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy dây vào. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái dây 3.5 ra hai đầu 6 ly như thế này. Chúng ta sẽ ghim vào cái đường 3-4 bằng hai đầu 6 ly. Chúng ta sẽ ghim vào đây. Rồi. Cái đầu 3.5 còn lại này, chúng ta có thể lấy nguồn nhạc ở rất là nhiều nơi. Thứ nhất, chúng ta có thể lấy nhạc được từ điện thoại nè, mở YouTube nè, hoặc là trên TV xuống, iPad hay là máy vi tính. Trường hợp máy vi tính bàn hay là laptop thì chúng ta kiếm cái cổng phone á, chúng ta ghim vào. Ở trên máy vi tính ha, chúng ta ghim vào cái cổng phone là nó sẽ từ lấy nhạc xuống đây, vào cái đường 3-4 như thế này. Đó, rất là dễ luôn. Và tiếp theo, cuối cùng là anh chị và các bạn, chúng ta muốn thu âm hoặc là chúng ta muốn live stream thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái dây như thế này. Đây là dây thu âm live stream rất là chất lượng ha. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái đầu 6 ly này. Chúng ta ghim vào trong cái cổng left right 6 ly ở bên tay phải ha. Chúng ta sẽ ghim vào. Rồi, tiếp theo là cái đường 3.5 này thì chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại thứ hai. Cái điện thoại thứ hai này chúng ta sẽ mở camera quay phim lên. Rồi chúng ta cứ quay lại những cái gì chúng ta hát hò trên này
nó sẽ thông qua cái dây này và thu hết vào trong cái video mà chúng ta đã quay. Hoặc là chúng ta sẽ mở những cái ứng dụng như là Facebook, TikTok để chúng ta phát livestream, chia sẻ giọng hát của mình lên trên đó luôn cũng được. Rồi, đơn giản như thế này thôi là chúng ta đã có thể thu âm livestream bằng điện thoại rồi. Còn trường hợp đối với anh chị và các bạn nào mà chúng ta sử dụng con mixer LH6 bit này để chúng ta karaoke, thì trong trường hợp chúng ta karaoke kết hợp với âm ly, loa kẹo kéo, thì chúng ta không sử dụng những cái dòng micro 48V như thế này, mà chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng micro karaoke gia đình, chẳng hạn như là cái con này đó, thì Lê Hoàng thị phạm thôi nha. Thì chúng ta sẽ có một micro và một cái đầu thu, thì cái đầu thu này chúng ta sẽ ghim vào cái đường 6 ly rồi như thế này. Và trường hợp khi anh chị và các bạn chúng ta karaoke ra ngoài loa thì chúng ta sẽ rút cái dây livestream này ra ha, chúng ta để qua một bên và chúng ta sẽ mua thêm một cái dây hai đầu 6 ly ra hai đầu hoa sen như thế này. Chúng ta vẫn ghim vào đây. Đây là cái cổng ra âm thanh. Rồi, hai cái đầu hoa sen này chúng ta sẽ ghim vào trong đường input của âm ly hoặc là loa kẹo kéo, loa nghe nhạc. Thế là chúng ta đã có thể sử dụng để karaoke rất là hay. Còn hiện tại thì chúng ta đang kết hợp với lại micro nguồn 48V để chúng ta thu âm livestream, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái dây thu âm livestream này. Chúng ta sẽ ghim vào đây. Ok. Rồi, và cái đầu này chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại. Từ bây giờ chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh, chúng ta sẽ thu trực tiếp từ cái bàn này, và Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách chỉnh làm sao cho nó hay nhất có thể nha. Alo. 1 2 3 4 5 6. Rồi, hiện tại thì Lê Hoàng đã kết nối cái bàn mixer LH6 FX. Và anh chị và các bạn chúng ta cùng thấy ở đây dây nhợ rất là đơn giản. Micro, nhạc vào, phone và đường thu âm livestream. Rồi, bây giờ anh chị và các bạn chúng ta cùng chú ý ở cái chỗ nhạc vào. Hiện tại thì Lê Hoàng đang ghim dây. Ghim dây lấy nhạc vào thì ở đây có cái nút USB MP3, chúng ta nhả ra, chúng ta không có nhấn xuống. Và tiếp theo á là đến cái chỗ là Bluetooth. Nếu là anh chị và các bạn chúng ta lấy nhạc từ Bluetooth thì chúng ta nhấn vào cái nút menu ở đây. Ok, nó đã nhảy ra cái chữ Bluetooth ha. Và cái nút Bluetooth nó chớp nháy như thế này. Sau đó anh chị và các bạn chúng ta lấy điện thoại bật Bluetooth vào là ok. Thì lúc này nó sẽ phát được Bluetooth từ điện thoại vào. Và trong trường hợp anh chị và các bạn chúng ta lấy nhạc từ Bluetooth thì chúng ta nhớ nhấn vào cái nút này, USB MP3 chúng ta nhấn vào. Còn trường hợp hiện tại Lê Hoàng đang lấy nhạc từ dây thì cái nút này chúng ta không nhấn vào, chúng ta nhả ra. Ok ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh cho cái bàn mixer này. Trước tiên là cái đường micro 1 và đường micro 2. Nếu xài 2 mic thì chỉnh 2 đường. Hiện tại Lê Hoàng đang xài đường 1, Lê Hoàng chỉ chỉnh ở đường 1. Micro của Lê Hoàng hiện tại là micro nguồn 48V. Thì Lê Hoàng sẽ nhấn vào nút 48 cộng ở đây. Ok. Tiếp theo, anh chị và các bạn, chúng ta cùng chú ý. Ở đây nó có nút gain. Nút gain này là cái hạn mức âm thanh đầu vào. Chúng ta để ở cái mức tầm 12, 12 giờ là ok. Hoặc là chúng ta để sao cho nó phù hợp ha. Rồi, tiếp theo anh chị bạn thấy là ban. Nút ban này là cân bằng. Chúng ta để ở mức 12 giờ đúng như thế này cho Lê Hoàng. Như thế này nha. Rồi, ở đây là fader, âm lượng lớn nhỏ của micro. Đó, thì chúng ta sẽ đẩy lên đẩy xuống sao cho nó phù hợp ha. Ví dụ như đẩy ở mức này rồi mà tiếng micro vẫn nhỏ thì chúng ta đẩy cái gain nó to lên xíu, sao cho nó phù hợp, nó đừng có vỡ tiếng là được. Tiếp theo bên này là chỉnh tiếng treble, tiếng trung và tiếng bass của cái đường micro. Và AUX thì cái đường AUX 1 này chúng ta sẽ vặn xuống 0. Và ở AUX 2 này, đó là tiếng vang của cái đường này, thì chúng ta sẽ để sao cho nó phù hợp ha. Sao cho chúng ta thấy tiếng vang nó ok là được. Chỉnh cái nút này không thì nó cũng chưa có tiếng vang. Nó còn liên quan đến ở bên này, tí nữa Lê Hoàng sẽ nói. Và đường 2 này không sử dụng thì chúng ta cứ để nguyên như thế này. Ở cái đường 3-4 là đường nhạc vào thì chúng ta cũng tương tự có, đó là gain là hạn mức của cái đường nhạc đầu vào. Rồi ban, ba lăng là cân bằng. Ở đây là fader nhạc lớn nhỏ. Rồi ví dụ Lê Hoàng minh họa thử ha. Đây, nhạc nè. Lên nè. À.
lớn nhỏ. Ok. Rồi, ở đây là chỉnh tiếng gì? Tiếng trép, tiếng trung và tiếng báp. Ví dụ nè, tắt hết nè. Lên miếng nhạc nè. Rồi lên tiếng trép nè, trung nè, bát nè. Ok. Rồi, cái đường nhạc thì chúng ta sẽ tắt AUX hết. AUX tắt hết. Chúng ta không để AUX ở cái đường nhạc. Tắt hết ha. Rồi, tiếp theo là nó liên quan đến effect tiếng vang. Rồi, chúng ta chú ý nè. Ở cái nút này, AUX 1, AUX 2. Đây, chúng ta sẽ vặn hai cái nút này lên tùy chỉnh. Và bắt đầu từ cái nút này, 1, 2, 3 cái nút này nè. Đây, chúng ta sẽ tắt nó xuống 0 dùm cho Lê Hoàng. Rồi, đây là cái nút âm lượng của đường phone. Đường phone là cái đường trong tai nghe của chúng ta. Thì chúng ta cân chỉnh làm sao cho nó phù hợp để chúng ta nghe cho nó hay là được. Và tiếp theo, đây là cái nút chỉnh effect. Đây, chúng ta thích cái chế độ nào thì chúng ta vặn qua và chúng ta nhấn xuống. Ok. Đây, ví dụ thích này, nhấn xuống này. Rồi, đây là nút chỉnh nhanh chậm ít nhiều của từng chế độ vang. Đó. Chúng ta để sao cho cân đối là được. Như thế này ha. Rồi, và đây là cái nút effect tổng, là chế độ vang tổng của nguyên cái bàn mixer này. Ví dụ đẩy lên nè. Lê, 6, 1, 2, 2. Đó. Rồi, thì khi mà tiếng vang trên bàn mixer này chúng ta muốn chỉnh cho nó cân đối thì chúng ta sẽ chỉnh cân đối cái nào? Một là ở đây, nút này ở cái đường micro nè. Rồi, và hai cái nút này của cái đường effect nè, và effect tổng. Đây, nút này, 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 ba cái này cân đối với nhau để cho có cái effect nó hay nhất có thể. Quan trọng tiếp theo, chúng ta đang thu âm live stream từ cái đường này ra, thì anh chị và các bạn chú ý này, cái đường này này là cái đường xuất ra điện thoại. Trong trường hợp anh chị và các bạn chúng ta thu âm ra mà chúng ta kêu nó bị rè, nó bị vỡ gì đó, thì chúng ta phải cân chỉnh cái này cho nó phù hợp lại. Chúng ta để này này, chúng ta thu thử một bài, ví dụ ở cái mức này chúng ta thấy nó to quá thì chúng ta hạ nó xuống một xíu. Và nhiều anh chị bạn nói là nếu hạ xuống xíu thì nó bị nhỏ nguyên cái bàn mixer rồi, âm thanh chúng ta sẽ khó nghe. Không có. Chúng ta nghe lớn nhỏ là chỗ cái phone này nè. Chúng ta chỉnh lớn chỉnh nhỏ gì đó chúng ta nghe trong lỗ tai, nó không liên quan tới chỗ này. Cho nên chúng ta sẽ chỉnh cái này cho cân đối, chúng ta xuất âm thanh ra. Nhớ giùm cho Lê Hoàng nha. Rồi, chỉ vậy thôi. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ hát một đoạn cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe nha. Alo. Lô 6 7 1 2. Lô 6 7. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, tôi người nơi xứ lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Ok, thôi hát một đoạn như vậy được rồi. Lê Hoàng sẽ hạ tiếng vang xuống. Ok, để dễ chia sẻ cho anh chị và các bạn. Rồi, căn bản là chúng ta như thế này rồi là chúng ta có thể chỉnh ok rồi. Còn ngoài ra thì anh chị bạn chúng ta có thể lấy nhạc vô từ đường hoa sen cũng được, hoặc là out ra cũng được từ hoa sen nè. Rồi ở đây thì có hai cái đường canon, chúng ta kết hợp vào trong main hay là âm ly loa kéo cũng đều ok luôn. Rồi, thì phần hướng dẫn của Lê Hoàng đến đây. Yêu thích sản phẩm này thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960, có Zalo cũng như truy cập website lehoangstudio.com. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.